Hey, xin chào các bạn, mình đang chơi thử cái game Pokemon mới, Pokemon Revolution Online. Và bây giờ mình đang nói chuyện với một nhân vật NPC có tên là Mum, là mẹ của mình đó. Nhà ông tiến sĩ ở đâu? Đây, mình đã gặp ông tiến sĩ rồi. Ở đây sẽ có ba con Pokemon cho bạn chọn. Chọn một cái quả banh Pokemon. Nào, mình chọn một Pokemon cho các bạn. Weedle, mình chưa bao giờ chơi cái môn nhiều lắm, bởi vì mình không biết con này là hiểu gì. Đi ngoài đánh nè. Giờ phải trở lại tìm người mẹ.
theo là làm gì đây? Có người trong đang đấu kìa, bắt rồi. Không cho đi ra ngoài luôn. Tìm một cái đường ra ngoài cũng không biết như thế nào nữa. Oh, I wonder what is that in. Không hiểu gì cả. Tụi nó có xe đạp chạy nữa kìa. Ngực tụi nó bắt lia lịa kìa. Sao mà nó gặp được cái gì chơi vậy? Hầu như rồi, có gì sẽ ra đâu. Đấu với nhau à? Không đấu với nhau được. Không thể đi ra ngoài cũng... Trong đây cũng chẳng có gì. Gì vậy nè? Thank you.
Coi đấu xong đi ra ngoài kìa.